Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đến Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Dịp này thì các nhà vườn khắp nơi đang náo nước bước vào cho vụ mùa Tết. Chuyện trong ngày hôm nay sẽ phản ánh không khí Tết qua lát các thị trường. Tại thủ đô Hà Nội, làng nghề trồng quất Tứ Liên Tây Hồ đang thu hút rất đông du khách đến tham quan và chọn mua quất. Năm nay thì các nhà vườn đã cho ra thị trường nhiều thế quất độc lạ để từ đó phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng. Để tìm cho mình một cây quất ưng ý chơi Tết, bà Lương Hải Lý đã đến tham quan một số vườn quất tại làng nghề truyền thống Tứ Liên từ rất sớm. Mỗi vườn quất ở đây đều trồng đến vài nghìn cây. Những chậu quất đã được cắt tỉa tạo dáng sẵn sàng với nhiều thế độc lạ khác nhau như quất ghép với gỗ lũa, quất mộc căn, quất trồng trên mô hình nhà cổ. Tôi cũng chọn cho mình một cái cây thế, dáng thế. Tôi thấy là cái dáng thế thì nó đẹp hơn, mặc dù là ít quả hơn nhưng mà quả ở đây rất là xanh, lá thì xanh mà quả thì rất là vàng. Nắm bắt thị trường, nhu cầu của người chơi, vài năm trở lại đây, các chủ vườn quất Tứ Liên đang dần chuyển đổi từ trồng quất dưới đất sang trồng quất bonsai trong những bình gốm và tạo ra nhiều kiểu bình dáng khác nhau để trang trí văn phòng hay trưng bày bàn khách. Tiện lợi nhất là khi khách chọn được chậu quất ưng ý sẽ không phải đánh quất vào bình hoặc chậu mà khách có thể đem về chơi Tết ngay. Ngoài tứ quý ra thì mọi người bây giờ lựa chọn thêm một điều nữa là chọn cây mộc căn. Mộc có nghĩa là cây, căn có nghĩa là rễ. Cây rễ mộc căn có nghĩa là sức khỏe, cái phần tinh túy bên trong tâm hồn của mình. Và không có căn thì cũng không có quả được. Có rễ thì mới có lá, có lộc và có hoa, có trái được. Qua dịp Tết Nguyên Đán tới thì anh em bên Sinh Vật Cảnh đã tiến hành làm ra những tác phẩm nhỏ để trưng bày văn phòng cũng như là bàn khách để cho những người yêu cây và những người dân thủ đô có thể đến, ví dụ như là đến Hội Bonsai Hà Nội để những tác phẩm nhỏ để trên mặt bàn để chuẩn bị cho dịp Tết này. Năm nay, giá quất bonsai tăng lên vì chi phí cây trồng hay việc áp dụng các công nghệ để tạo thêm nhiều dáng, thế độc lạ cho cây. Nhiều vườn quất đã có đơn đặt hàng sớm từ 2 tháng trước Tết. Chậu quất bonsai nhỏ có giá từ 600 đến 700.000 đồng một chậu. Những chậu to hơn có giá dao động từ 1,5 triệu đồng đến 100 triệu đồng một chậu, tùy vào dáng thế độc, gốc lâu năm hay kích thước của cây. Thực ra thì đối với cái nhà vườn này mà cái quất bình đây người ta từ mức lên 2 đến 3 triệu, triệu rưỡi, triệu 7. Những cái cây to mình không nói, nhưng hôm nay có cái quất mà mình thấy nó có cái sự khác biệt, đó là cái quất mà người ta chơi trên gỗ lũa. Đấy mà vừa hỏi anh chủ vườn thì anh bảo là với một cái bình quất ngay ở đầu ngoài đấy nó vào 45 triệu rồi, thực sự đẹp. Đưa những cái công nghệ vào tạo thành những cái biến đổi về gen, biến đổi về màu sắc để mà trang trí làm rất là phong phú. Thì có thể nói là mỗi một vùng miền thì những người chơi, những người làm sinh vật cảnh thì chọn ra những cái loại cây đặc thù để phục vụ Tết. Năm nay, dịch bệnh đã được kiểm soát. Tại một số vườn đã có khách đi xem và mua cây. Dự đoán sức mua sẽ tăng cao hơn so với năm ngoái. Người dân những làng hoa, cây cảnh đang bước vào mùa thu hoạch với hy vọng gặt hái được nguồn thu lớn trong dịp Tết năm nay. Trong khi đó, những ngày này tại làng Mai Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì các nhà vườn tại đây cũng đang tất bật chăm sóc, nhặt lá để đảm bảo cho hoa nở đều đẹp trong dịp Tết. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên hầu hết các chủ vườn dự đoán nguồn cung mai sẽ không thiếu và mai sẽ bung hoa đúng trong dịp Tết. Những ngày này, làng hoa truyền thống tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu sôi động hơn. Đây cũng là khoảng thời gian mà người làng hoa mong đợi nhất trong năm. Ghi nhận của các phóng viên đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại làng mai Thủ Đức, nơi được xem là thủ phủ của cây mai vàng, không những ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn của cả khu vực Đông Nam Bộ. Lặt lá mai, công việc mà mỗi năm chỉ làm có vài ngày, nhưng bất kỳ lao động nào tại làng mai Thủ Đức cũng đều mong đợi. Năm nay do thời tiết và khí hậu tương đối ổn định nên mai phát triển tốt. Thời điểm này, cây mai và cả làng mai sẽ khoác lên mình tấm áo mới. Công việc vất vả từ sáng sớm cho tới chiều muộn, nhưng ai cũng phấn khởi vì người trồng mai cả năm chỉ trông chờ vào dịp Tết. Nhiều lao động cũng nhờ thế mà có thêm thu nhập. Xuân tới thì mọi người đã có công việc. Nhờ cũng nhờ những cái mùa này mà những người mà thất nghiệp á, những người không có công ăn việc làm á, người ta cũng có công ăn việc làm, người ta cũng kiếm được chút đỉnh. Với lợi thế về đất đai thổ nhưỡng, từ lâu các phường Linh Đông, Tam Bình, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước và Tam Phú được xem là lãnh địa mai vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề trồng mai thương phẩm ở thành phố Thủ Đức đã có từ lâu, nhưng từ năm 2006, khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thành lập làng hoa kiểng thành phố Thủ Đức thì nghề này mới thực sự phát triển. Trước đây, người dân trồng mai chủ yếu là trồng mai thường có giá trị kinh tế thấp. Vài năm gần đây, nhiều nghệ nhân đã tập trung trồng mai ghép, mai bonsai có giá bán cao hơn hàng chục lần. Làng mai Hữu Đức là một trong những làng mai nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái giống mai Hữu Đức bây giờ thì rất được nhiều người ưa chuộng. Thì mình làm sao mình giữ gìn và phát triển cái nét đẹp này. Mình giữ cái giống này cho nó ngày càng phát triển hơn, nó ổn định về cái mặt nở hoa, không rụng, hoa nở to và bền. Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, các nhà vườn đã bắt đầu đem mai ra bán. Đây được xem là chợ mai lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ có mai Thủ Đức mà nhiều làng mai nổi tiếng từ các tỉnh thành cũng mang hoa về đây để bày bán. Theo các nhà vườn, năm nay do chi phí đầu vào tăng cao nên giá hoa cũng tăng từ 20 đến 30% so với năm ngoái, dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng một chậu. Nhiều khách cũng tìm đến các nhà vườn để thuê mai về chưng Tết. Tùy vào loại cây, mức giá thuê cũng dao động từ 3 triệu đến khoảng 60 triệu đồng một chậu. Mai là tượng trưng cho ngày Tết, đúng không? Kinh tế thì khó khăn nhưng mà một năm có được một lần thì mình mua đó, mình chuyện trưng mình chơi nó ra ngày xuân. Còn mai năm nay thì nếu mà đem khí hậu ngoài Bình Định thì nó lạnh, rồi đem vô trong Sài Gòn này khí hậu nó ôn hòa thì thấy bán cũng được, mai cũng được, cũng có nhiều bông đồ. Bây giờ là nó đã bung vỏ trấu rồi, thì cái mai khả năng là dịp Tết là rất đẹp. Hàng chục ngàn gốc mai gồm nhiều loại như mai dảo, mai bonsai và mai tứ quý đã sẵn sàng để phục vụ mùa Tết năm nay. Không đợi khách đến xem, nhiều nhà vườn cũng đang dựa vào các nền tảng số để giới thiệu sản phẩm. Không khí sôi động, tất bật đang bao phủ cả làng hoa, hứa hẹn một mùa Tết an vui đủ đầy. Không chỉ có cây kiểng mà nhiều loại nông sản khác cũng đang tất bật vào mùa vụ Tết. Thủ phủ quýt Hồng Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp đang bước vào vụ sản xuất nhộn nhịp nhất trong năm. Bên cạnh những vườn quýt triệu quả thì người nông dân nơi đây còn tranh thủ trồng quýt trên chậu để bán trong dịp Tết. Mới đây nhằm tôn vinh nhà vườn trồng quýt và quảng bá đặc sản quýt Hồng Lai Dung đến với du khách gần xa, Ủy ban nhân dân huyện Lai Dung của tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ hội quýt Hồng diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 1 năm 2023. Những ngày tháng chạp, nhà vườn trồng quýt bận rộn các công đoạn sản xuất cuối cùng như tỉa trái, buộc nhánh. Quýt đã lên màu, vàng ươm bắt mắt. Những năm gần đây, do chuyển dần sang canh tác hữu cơ nên vườn quýt ít bị nứt trái, khô múi dù năng suất không bằng thời kỳ cực thịnh, song nông dân cảm thấy vui vì cây khỏe, quýt sạch và an toàn. Bên cạnh trồng quýt đơn thuần, nhiều nhà vườn còn mở cửa đón khách tham quan, vừa gia tăng thu nhập, vừa quảng bá cho hình ảnh trái quýt vươn xa. Hiện tại là diện tích vườn rộng với lại cây trái thì hiện tại là nó đang vào vụ là cây 2 năm tuổi thì hiện tại trái rất là nhiều. Và tụi em cũng xây thêm một số tiểu cảnh, rồi cầu khỉ, chòi và chỗ nghỉ mát cho khách. Tụi em có bố trí thêm sùng bao lá và những cái dàn bầu mướp để cho khách có thể bơi và trải nghiệm. Cùng tình yêu với quýt, những lão nông có kinh nghiệm hàng chục năm đưa quýt hồng lên chậu cũng tất bật chăm sóc để trái quýt căng mọng, cành lá sum xuê. Đã nhiều năm, quýt hồng trồng chậu đã trở thành mặt hàng trưng Tết không thể thiếu vì đẹp và độc đáo. Tại vườn quýt Bảy Khiêm, 300 chậu quýt xử lý cho trái thành công, sẵn sàng đưa ra thị trường. Năm nay, thời tiết tương đối thuận lợi nên tỷ lệ thành công lên đến 80%. Cây đẹp hơn, song giá vẫn không đổi so với mọi năm. Khó khăn thì cũng phải khó khăn, phải săn sóc nó rất kỹ. Phải xem nó bị gì trên chậu thì nó dễ bị nhiễm này kia nọ thì nó phát hiện kịp thời chữa mới được. Khi mình dùng cái hữu cơ thì nó bền. Theo kinh nghiệm của nông dân, quýt trước khi lên chậu phải trồng dưới đất từ 1 năm, mất thêm 2 năm để cây quen dần môi trường trồng chậu mới xử lý ra trái. Những năm đầu không nên để trái quá nhiều, cây sẽ bị suy và không đẹp. Từ năm thứ 4, cây sẽ cho tàng đẹp, trái nhiều và lớn trái. Song để xử lý quýt ra trái như ý muốn, đòi hỏi sự kỳ công chăm sóc và nắm bắt kỹ thuật tốt. Với quýt trồng chậu, nông dân lãi gấp nhiều lần so với trồng quýt thông thường, nhưng đôi khi cũng lỗ vốn vì tỷ lệ ra trái thấp. Theo thống kê của Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, diện tích quýt hồng của huyện còn khoảng 200 ha, giảm nhiều so với 800 ha thời cực thịnh. Những người còn bám trụ với nghề trồng quýt cũng bởi nặng lòng với loại trái, giúp họ gây dựng sự nghiệp, nuôi dạy con nên người. Và có lẽ với nông dân xứ quýt, họ còn theo đuổi với nghề như một sự trọn nghĩa vẹn tình với loại nông sản đặc sản quê nhà. Trong khi đó, cam xã Đoài ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An, xưa nay nổi tiếng nhờ vị ngọt dịu thơm ngon lạ thường, từng trở thành sản vật tiến vua. Với sản lượng khan hiếm trên thị trường, giá cam đặc sản này vào mùa thu hoạch có thể lên đến từ 70 đến 80.000 đồng một quả và luôn trong tình trạng cháy hàng, nhất là trong dịp Tết. Ghi nhận của các phóng viên VTC tại tỉnh Nghệ An. Tết năm nay, vườn cam của gia đình ông Phan Công Hưởng có 150 gốc cho thu hoạch. Với sản lượng chỉ đạt khoảng 6.000 quả, nhưng ước tính gia đình sẽ thu về hơn 400 triệu đồng. Cam xã Đoài này thì là một loại cam đặc sản. Thì trước đến nay thì rất khan hiếm hàng, thì cuối năm nó còn không còn để bán. Nhưng mà đối với năm nay thì một số khách hàng đã đặt và một số khách hàng thì cũng đang lựa chọn những cái lô hàng đẹp thì để đến cuối năm để tiêu thụ. Thì giá cả thì cũng giữ mức bình thường là từ 70 đến 80.000 đồng một quả thôi. Cam xã Đoài đang là loại cam có giá cao nhất tại Nghệ An, có thời điểm được bán 100.000 đồng một quả. Đây là giống cam được người Pháp đưa sang trồng tại xã Nghi Diên cách đây hơn 100 năm. Do tính chất thổ nhưỡng đặc biệt nên cam có hương vị riêng không nơi nào có được. Nói về chất lượng cam xã Đoài thì cũng đã nổi tiếng lâu rồi. Về thương hiệu thì cũng được nhiều người ghi nhận về cái hương vị thơm ngon, ngọt, mát, ăn có vị mát ở trong miệng. Đó. Cho nên là cũng được dân ta đầu tư để sản xuất cam xã Đoài. Hiện toàn xã Nghi Diên đang có 33 hectare trồng cam xã Đoài, trong đó tập trung ở hai trang trại lớn với diện tích khoảng 20 hectare, mang lại thu nhập hơn 30 tỷ đồng mỗi vụ. Thời gian gần đây thì huyện đã có những cái chính sách để phục tráng cái cam xã Đoài. Thứ nhất là hỗ trợ cho bà con kết nối trong cái tiêu thụ sản phẩm. Cái thứ hai là hỗ trợ bà con dán cái tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đăng ký nhãn hiệu nhãn mác. Cái thứ ba là đã hỗ trợ cho sản phẩm tham gia cái chương trình OCOP và hiện nay đã được cái sản phẩm tỉnh công nhận cái sản phẩm 3 sao. Cam xã Đoài có giá trị cao, luôn trong tình trạng cháy hàng vào dịp Tết. Nhưng năm nay, người trồng cam vẫn kém vui khi có đến 60% diện tích bị rụng quả hàng loạt do mưa lũ. Do đó, dự kiến nguồn cung năm nay sẽ giảm mạnh. Giá cam vì thế mà cũng sẽ tăng cao hơn so với các năm trước, bù đắp phần nào thiệt hại. Vâng, bên cạnh những tín hiệu vui từ thị trường thì theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tượng mai nở sớm tại các nhà vườn trồng mai cũng đang khiến cho nhiều người trồng mai lo lắng. Mai nở sớm thì các chủ nhà vườn đang đứng trước vụ mùa thất thu, trong khi năm nay mọi khoản chi phí đầu vào đều tăng cao đột biến. Cây mai thì phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thời tiết. Theo nhiều nhà vườn, thời tiết như hiện nay, mai rất dễ kích thích và nở sớm. Nhiều nhà vườn trồng mai cũng đã chủ động che chắn, nhưng với thời tiết này cũng rất đáng lo ngại. Nếu nắng sớm kết thúc thì mai sẽ nở chậm lại, còn nếu như ngược lại, nắng kéo dài hơn thì khó đoán trước. Đến đây thì chúng tôi xin được khép lại nội dung của Chuyện Trong Ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.